Hội nghị lần thứ 21 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 7 diễn ra tuần qua đã đánh giá toàn diện tình hình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng đảng 6 tháng đầu năm. Ngoài thông tin về những thành tựu của tỉnh thì hội nghị cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân dẫn đến các chỉ tiêu, nhiệm vụ chưa đạt như kế hoạch đề ra. Từ đó đề ra các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp căn cơ, giúp tỉnh hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2024, tạo nền tảng thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 7 đã đề ra. Để hoàn thành và vượt cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch, nhất là tăng trưởng GRDP cả năm đạt 8,5% đã đề ra, Bí thư tỉnh ủy Phạm Viết Thanh nhấn mạnh, yêu cầu phải có sự chung sức, đồng lòng, quyết tâm cao của các cấp các ngành và cả hệ thống chính trị, lẫn cộng đồng doanh nghiệp và người dân. Kỳ họp thứ 22, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu khóa 7, nhiệm kỳ 2021-2026, dự kiến diễn ra trong 2 ngày, 16 và 17 tháng 7. Chuẩn bị cho kỳ họp, tuần qua, 11 tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thảo luận về tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm, giải pháp 6 tháng cuối năm 2024 và các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp, đề xuất các giải pháp. Trong đó đáng chú ý là thành lập tổ xử lý vướng mắc trong bồi thường giải phóng mặt bằng từng dự án, ngăn chặn tội phạm công nghệ cao, đẩy nhanh kế hoạch phát triển nhà ở xã hội hóa y tế và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ở các cơ sở y tế, xử lý quyết liệt tình trạng đăng đáy trên các sông nuôi lồng bè ngoài vùng quy hoạch. Tuần qua tại khu vực cái mép thị trải, cảng SSIT đã đóng thành công tàu FST Tokyo thuộc tuyến dịch vụ Britannia. Đây là tuyến trực tiếp đến châu Âu đầu tiên của hãng tàu MSC tại Việt Nam. Tuyến dịch vụ mới này kết nối trực tiếp hàng hóa từ Việt Nam tới các nước Bắc Âu và Baltic thông qua dãy hành lang Trung Quốc Việt Nam, sau đó đến Liverpool trước khi tới cụm cảng Rotterdam, Antwerp và Hamburg. Bằng việc kết nối trực tiếp Việt Nam với Bắc Âu, hãng tàu và doanh nghiệp cảng góp phần mở ra sự lựa chọn mới cho các nhà xuất khẩu và nhập khẩu, cung cấp cho các doanh nghiệp này những giải pháp vận chuyển hiệu quả hơn, đáng tin cậy và nhanh chóng hơn. Được biết, trong tháng 7 năm 2024, cảng SSIT sẽ đón thêm một tuyến dịch vụ mới cũng từ cảng MSC, đó là tuyến đội Á Sao La đi Trung Quốc. Từ đầu năm đến nay, tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi trong cả nước diễn biến phức tạp, khiến hàng vạn con gia súc gia cầm mắc bệnh phải tiêu hủy. Toàn tỉnh cũng ghi nhận 4 ổ dịch tả heo châu Phi và 1 ổ dịch bệnh cúm gia cầm. Ngay sau khi phát hiện, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã hướng dẫn người chăn nuôi các biện pháp xử lý ổ dịch theo quy định. Ngoài ra, đơn vị còn triển khai tiêm phòng, tiến hành tiêu độc khử trùng ở các khu vực chăn nuôi với số lượng lớn, tăng cường công tác kiểm dịch động vật, kịp thời phát hiện và xử lý những sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc. Nhờ đó, tình hình dịch bệnh gia súc gia cầm trên địa bàn tỉnh cơ bản được kiểm soát, chăn nuôi phát triển tốt. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp là giấy tờ hợp pháp, cũng là căn cứ để người dân thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan đến quyền sử dụng đất của người dân. Thế nhưng thời gian gần đây, nhiều người dân trên địa bàn tỉnh lại rơi vào cảnh trớ trêu khi nhà đất của mình đang sử dụng bấy lâu nay, nhưng trên giấy tờ pháp lý lại không phải là của mình. Việc cấp giấy tờ nhầm thửa, lộn thửa đã và đang gây ra nhiều rắc rối và ảnh hưởng không nhỏ đến quyền lợi chính đáng của người dân khi họ không thể thực hiện được các quyền lợi liên quan. Điều này cũng cho thấy công tác quản lý đất đai chưa thực sự chặt chẽ khi tình trạng nhầm thửa, lộn thửa không chỉ dừng lại ở một hay hai trường hợp. Lãnh đạo Sở Tài nguyên Môi trường cho biết, khi luật đất đai sửa đổi 2024 có hiệu lực vào ngày 1 tháng 8 tới, sẽ cụ thể hơn trong quy định cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho những trường hợp không đúng vị trí. Bất kỳ một đứa trẻ nào khi chào đời đều có quyền được khai sinh và có quốc tịch. Thế nhưng trên địa bàn tỉnh vẫn có những đứa trẻ không có giấy khai sinh. Điều này đồng nghĩa các em không thể đến trường, không được hưởng các chính sách của nhà nước. Và hầu hết các trường hợp chưa có giấy khai sinh là con em của những người dân lao động từ các địa phương khác đến sinh sống. Có nhiều nguyên nhân khiến trẻ em không có giấy khai sinh, trong đó đa phần là do các cặp vợ chồng không đăng ký kết hôn khi chưa đủ tuổi, vi phạm luật hôn nhân gia đình, người mẹ bỏ đi, cha mẹ bị mất hoặc không có các giấy tờ tùy thân nên không thể đăng ký khai sinh cho con.
Và nguyên nhân quan trọng nhất là nhiều phụ huynh không quan tâm đến việc làm giấy tờ cho con.